Chủ tịch Hà Nội giải thích về việc đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa thể hoạt động. Thưa quý vị, Chủ tịch của Hà Nội, đó là Nguyễn Đức Chung, vào sáng ngày 19 tháng 6 có buổi tiếp xúc với đại cử tri thành phố này và đã giải thích việc đường sắt Cát Linh Hà Đông liên tục thất hẹn và đưa vào hoạt động. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết là việc nhiều người dân đã quan tâm là vì phía tổng thầu của Trung Cộng đòi thêm 50 triệu Mỹ Kim để có thể hoàn thành nghiệm thu công trình, trả công cho chuyên gia, đơn vị tư vấn v.v. Và Chủ tịch thành phố Hà Nội cho rằng kinh phí 50 triệu Mỹ Kim đó nằm trong dự toán của gói thầu, nhưng trong quá trình xây dựng, kiểm toán nhà nước vào kiểm soát và xuất toán cho nên Bộ Giao thông Vận tải đã không thanh toán cho nhà thầu. Chủ tịch của Hà Nội thừa nhận dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông liên tục trễ hẹn dù đã được khởi công kể từ năm 2008 và đến nay là đã 12 năm. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là mối quan tâm của nhiều người vì đã hàng chục lần khoản thi công, khoản đưa vào sử dụng và đặc biệt là đội vốn thi công hàng trăm triệu Mỹ Kim.